cũng rất là bay bổng. Cả một bộ cấu hình này em đấu ghép với lại những chiếc đẩy K8 Pro. Em đang chào bán giá là 7.400.000. Chiếc van Houtin KM320, những chiếc nâng tiếng CB600 và một bộ mic PS VK6. Chọn bộ sản phẩm này có tổng giá trị là 26.900.000 đồng. Và đây là một cấu hình em lên thành công cũng như là đấu ghép sản phẩm cho anh Hiền có địa chỉ tại Chủ Thượng, Đồng Lạc, Chí Linh, Hải Dương. Và anh em cũng đã đấu dây, đấu rác hết cho những bộ sản phẩm này rồi. Bây giờ anh em bên cửa hàng chuyển loa cũng như là mang sản phẩm xuống tới gia đình của anh Hiền để lắp. Bởi vì khoảng cách từ gia đình nhà anh về với cửa hàng chúng em nó là khoảng cách chỉ khoảng trên 1 km thôi các bạn ạ. Tất cả những bộ sản phẩm karaoke, gia đình cũng như là sự kiện bên cửa hàng âm thanh A Luân, chúng em rất được vui lòng được phụ các bác từ có địa chỉ ở xa cũng như ở gần cạnh nhà hoặc là những bác hàng xóm láng giềng. Với niềm tin cũng như là sự tin tưởng các bác dành cho chúng em, thứ nhất đó là phong cách bán hàng, thứ hai đó là những dòng sản phẩm chúng em đưa ra thị trường đó là những dòng sản phẩm chất lượng, có giá thành hợp lý, thứ ba đó là chúng em đảm bảo được những sản phẩm chúng em cung ứng ra có nguồn gốc rõ ràng cũng như là làm việc một cách rõ nét. Đặc biệt nói lại với những dòng loa thương hiệu PSC này thì các bác yêu thích ca hát cũng như là nghe nhạc thì đây là một sự lựa chọn hợp tình hợp lý cũng như là đã xứng đáng đồng tiền các bác bỏ ra các bác nhé. Bởi vì chất âm của con này, lời của nó rất là bay, rất là nhẹ nhàng, ngọt ngào. Với những cấu hình dành cho phòng 35m² quay đầu, các bác đầu tư những dòng loa này rất là hợp lý ạ. Tiếng tép của nó rất là hay. Hiện tại với những chiếc đẩy K8 như này, hiện tại vẫn còn đang thừa kênh và bác khách hàng đầu tư nó để sau này tương lai sẽ sử dụng thêm loa cũng như là sử dụng thêm những sản phẩm riêng của mình. Và bây giờ anh em là sẽ đưa loa ra để bắt đầu là lắp đặt cho anh ở dưới nhà. Trọng ơi, em bê loa ra xong nào, quấn ni lông và trở xuống lắp cho anh. Các bác có nhu cầu liên hệ mua hàng, hãy liên hệ với các số điện thoại 0365 888 988, 0368 891 555. Tôi em rút loa ra xong là quấn qua đi lỗng được, không cần quấn, gần đây không cần quấn nữa. Chúng em rất là vui lòng được hỗ trợ tư vấn cho các bác, được phục vụ các bác những sản phẩm các bác yêu thích cũng như là tư vấn cho các bác đầu tư những bộ sản phẩm karaoke vừa túi tiền, vừa yêu cầu và đạt chất lượng cao các bác nhé. Giữa tình hình không gian đại dịch đang ngày diễn ra được phức tạp hơn thì cũng rất là mong làm sao thời gian tới đại dịch được nhanh chóng được dập xóa cũng như là mang được nguồn yên tâm để sức khỏe để tới tất cả cộng đồng, để các bác cũng như tất cả chúng em có được cái tinh thần nó vững chãi hơn. Vâng ạ, em xin phép tạm dừng video clip tại đây. Thân ái chào tạm biệt ạ.